Cháu nào xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. Cháu Mai xin chào tất cả các ông bà, cô bác, anh chị ạ. À, hôm nay thì mời tất cả các ông bà, cô bác cùng hai chị em đi xuống thăm một nhân vật đấy, rất là nổi tiếng. Đấy, có lẽ là Mai cũng chưa biết đến đâu. Đấy, đấy là anh A Hầu. Đấy, trước đây thì các bác xem video ở bên kênh anh Bản Sắc Dân Tộc, ấy, anh Ngọc thì chắc có lẽ là cũng biết đến nhân vật nổi tiếng này từ rất là lâu rồi. Thì hôm nay chúng cháu vào trong này là cũng có gọi và xin phép anh Ngọc rồi các bác. Thì các chị em cũng muốn vào và xem là cái sức ăn của chỗ A Hầu này. A Hầu nổi tiếng là thánh ăn đấy Mai ạ. Tức là anh đấy thì ăn cũng khỏe mà làm cũng rất là khỏe. Đấy, nhưng mà chưa có vội đâu Mai ạ. Đấy thì hôm nay là chị em cũng vào trong này. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Có lẽ là xuống và xin A Hầu một bữa mèn mén xem thế nào nhỉ. Em Mai là đói không? Với A Hầu. Đói không? Em đói không? Hơi hơi chị ạ. Hơi hơi à? Dạ. Các bác có thể nhìn thấy này. Hoàng hôn. Đấy, rất là đẹp. Bây giờ là 5 giờ chiều đấy nên là trên này là tối nào cũng có. Đấy, bây giờ mùa đông là ít khi thấy rồi. Nhưng mà mùa hè mà đi vào bản ấy, thì hôm nào cũng thấy cái cảnh như thế này rất là đẹp và bình yên. Anh A Hầu thì ở ngay dưới này rồi. Ở đấy đâu đấy, Mai anh đấy đó. Đang, anh này là A Hầu à? Anh này là A Hầu đấy. Mình đi đường nào chúng ta không đi đường nào gần nhất thì là xuống. Em chào anh A Hầu nhá. Xin chào anh nhé. Em trai A Hầu. Em trai A Hầu ạ? À? Ờ đúng rồi. Ê, bé ơi, bé anh ơi, là anh bé cho con của ó này anh trai. Anh hai. Anh đi đâu rồi? Chạy đi học. Đi học quá rồi này còn có gì nữa? Đó mà có gì ăn ạ? Không có gì ăn đấy. Là mấy bé là con cơ trợ trường nhỏ. A Hầu đó, này kia này tức là anh bảo là bên kia là nương của nhà mình đúng không? Đúng rồi. Giờ này là 5 giờ rồi, nhà mình ăn cơm tối chưa? Đúng rồi em. Chỉ là bên nó mỏ nên nó mỏ tao thì nên chít tính nên nó mỏ tao ta nó bé bé mà nên mẹ cho ta này ra đầu nhặt cô xí à. Cái chị Đào, em thấy cái hàm răng vàng của anh ấy rất là đặc biệt và ấn tượng, rất là đặc biệt. Trên này là cả con trai cũng làm cả cái hàm răng vàng này luôn nhỉ. Ô phụ sữa còn nhiêu? Sữa còn nhiêu? Ôi dồi, cô lỏ. Ôi trời này. Ôi dồi, anh làm sao này? Làm sao này? Ông già, ông già trà tí lỏ. Sa cho tròn nhẹ nữa. Ôi thôi thôi anh ạ, hôm nay có nhẹ, lướt đồ nếu xin nhớ, xuân nhẹ. Anh ấy đang bảo là chị có vợ nên là có vợ mà ạ. Chị nhó ơi, con cứu tí là nhó ơi. Chị có vợ, chị có vợ. Thế em nghe nói mà anh sắp lấy vợ rồi đây. Chú vợ nè. Thế nào thì anh yêu vợ nè mà. Chú vợ nè, ổn như tên mẹ quên. Nó cho cứ ra chỗ sư. Giờ ổn nò thì áo thao cho vợ nè là nên là má tí lắm. Sao vợ nè gắn nè, nè cho chị chú thí ơ. Nhó 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 tử. A Hầu là năm nay được bao nhiêu tuổi nhỉ anh nhỉ? Không nhá, tao ăn tao sống tí lắm. Mình có y sông. Sinh năm 91 á. Ừ. Hay là 28 tuổi. 28 tuổi. 28 tuổi thì chưa anh đấy cũng chưa lấy vợ ấy. Đây là một cái nỗi lo lắng của anh ấy. Của anh ấy cũng như là các anh em khác ở trên này đấy. Tại vì là trên này thì các bác có thể biết là anh em cũng như là các chị khi mà đủ tuổi một cái là lấy chồng rồi, lấy vợ rồi. Tuy nhiên thì anh A Hầu năm nay đã 28 tuổi và chưa có mối tình đầu cho mình nên là anh khi mà vào ấy anh rất là xúc động. Anh khóc vì anh chưa lấy được vợ. Thôi bình tĩnh anh ạ, duyên đến thì mình nhận. Nhé. Cứ bình tĩnh anh. Đúng rồi chị ạ, A Hầu là không có gì là không có cái dạ ăn. Nhưng mà anh khóc vì cái gì? Anh khóc vì chưa có vợ hay là khóc vì cái gì? A Hầu đang là cái gì kia? Là quả là chị. Anh chị nó xuống nó hát là chịu nó hát là mốc là tập nếu mà tập tiếp vào tiếng thì mà chị muốn ủa con tí u mà vị A Hầu ra ca sản ra mấy tù chú là cho cứ tí ông mấy tù mùa thì anh tiếng lỏng là cho là muốn mà con chạy cả là mô phu xứ chị má chị nó u bớ cử mẹ nha. Cái đấy thì em cũng theo dõi rất là lâu, biết anh từ rất là lâu rồi. Hôm nay thì em mới gặp anh ở ngoài cũng như là chị cũng xem ở trên kênh của anh Ngọc ấy, anh Bản Sắc Dân Tộc ấy thì cũng biết đến nhân vật là A Hầu này rất là lâu rồi. Thì hôm nay là mới trực tiếp vào trong này và anh đấy cũng bảo là anh thì gia đình cũng gọi là khó khăn cũng như là quần áo này thì cũng các bác gửi qua anh Ngọc để anh đấy mới có cái để mặc ấy. Đấy, đây là cái căn nhà mà hiện tại anh cùng bố mẹ ở nhà đúng không? Đúng rồi ạ. Là tôi anh nhờ cho A Hầu là em là anh đế cho A Hầu là để nói là chị thả đúng không? Thả đúng không? Mua tụi mình nhiều à?
Mình nhớ từ từ. Từ từ mình nhớ. Chưa, cho đây là gen đấy. Đúng rồi, gen nhé. Mua. Một khế sổ mà. Đợi tao ấy là. Để em xem bên ngoài một tí xong rồi vào nhà. Để chấm tỉ nhá. Phải không? Đây là những cái bó củi khô này. Có lẽ là bố mẹ của A Hầu cũng như là A Hầu là khi mà ở nhà không có gì làm hết là sẽ đi nhặt những cái cảnh củi khô để gia đình có cái củi. Rất là nhiều củi luôn chị Đào. Ôi, nhiều nhờ. Toàn cái củi tốt đấy, mai ạ, không phải cây ngô đâu. Đúng ấy. Ôi, là nhưng mà lấy được nhiều củi thế à A Hầu? Nhiều, A Hầu và chủ có A Hầu là nó mà trong dê là cho củ. A Hầu chịu khó là A Hầu lấy được nhiều củi. Đúng rồi, tức là anh bé trong dê là để rồi. Để rồi à? Để ra 4 ba con rồi. Anh ấy đang khoe về cái con vật nuôi của nhà mình. Tuy nhiên thì những con vật nuôi của nhà anh A Hầu ấy thì trước đây cũng được các ông bà cô bác là giúp đỡ qua kênh của anh Ngọc đấy. Thế thì giờ anh cũng bảo là để được 3 con dê con rồi. Để khi mà bước vào nhà của người dân trên này ấy, là nhà nào chịu khó hay không thì mình có thể là biết được. Những nhà mà chịu khó ấy, xung quanh nhà sẽ có rất là nhiều củi khô. Còn những nhà mà không chịu khó thì vào nhà cơm củi để nấu bữa cơm đấy cũng không có luôn. Đấy, nhà này là không có gì ngoài củi luôn. Cả trên chuồng trại là cũng xếp thành những cái bó củi khô hết. Đấy, chuồng này làm chắc chắn nhỉ? Dạ. Làm khép kín luôn hết luôn. Lại rất là chăm chỉ những cây củi này. Rất là nhiều. Anh A Hầu đang đưa chị em mình đi xem con dê. Cái này để cho, tất cho... cả bao nhiêu con đây Hầu? Đây cho em ở bộ nó đầu này này hàng có hàng tủ hàng tủ đó tủ nhớ em bé cho đây là bố con là bà bây giờ là đã em bé này 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 không có gỗ lại tủ ni và tủ lạc à tủ tủ nữ anh bé hả em bé này em bé dê á em bé dê thứ hai em bé dê tức là em bé dê này này em bé dê hai con này tao lắp múa Rồi. Thế bên này là nhốt ba con gì ở đây à? Để anh đây là, rồi em biết dây mà. Bên này vẫn là cái thùng dây. Con bò thôi, mà nhìn rất là to. Cái này không biết là mở kiểu gì nhỉ? Kéo như này. Phải con bò không anh? Không có gì ạ. Túi nhu hả? Túi nhu nè, nhìn túi nhu à? Túi nhu mà. Tuyển nhu này ạ, đây là cho chị hóa chị tuyển nhu là từ A Hầu. A Hầu đi trong quán là trên chuồng là nhiều rất là nhiều củi và cái chuồng này là rất là ấm. Hôm nay mùa đông là con mần non là rất là ấm này. Đi không vào nữa anh ạ. Không vào nữa anh ơi. Ấm lắm lắm. Lo. Xèo xèo. Lo tí lẩu. Anh đang đi dắt cái con mần non. Lo là. Lo. Nó là con chuồng à. Ừ. Con chuồng đã thì. Thế còn bên này là nhốt con gì à anh A Hầu? Cái này là con bò nó ngại rồi anh đang bảo là con bò ngại rồi không chịu ra ngoài đây, như xung quanh là những cái lập bằng những cái lá cỏ voi xung quanh là anh cái này là cỏ danh đấy Mai ạ cây đó cho anh nhỏ cho bò cho từ e trai bên này cũng là con để rồi em tự nhiêu lồng ớt tự nhiêu chứ không cho e trai Anh trai là bố này. Tao lắp bố mua hoa tre. Đúng rồi, để rồi. Con bò, hai con bò. Nó A Hầu, không phải A Hầu. Nó là mà thì là... Tao lắp lo, chị Thà lắp lo. Anh Ngọc Châu. Anh Ngọc Châu, để rồi. Tôi lắp. Để rồi, anh gánh để rồi nè. Đây là cái con bò được các ông bà cô bác giúp đỡ. Đây là cái căn nhà của anh A Hầu. Đây cũng là lần đầu tiên mà cháu Đào đến. Mặc dù là cũng xem qua trên mạng xã hội là thấy anh đấy rất là nổi tiếng rồi. Cũng như là... Khỏe gì ăn rồi. Rất là khỏe. Ê, trong này là chưa có điện này. Chưa có điện rồi. Điện không có điện rồi. Con có điện là con thôn điện anh chị ơi. Chị mua tảnh hả? Mua là. Chị là điện nữa luôn. Trước em xem ở trên mạng là anh một tay có thể kéo được cái cối xay này giờ còn kéo được không? Rồi dễ. Ít sợi tê vô dòng. Ít sợi tê vô dòng. Được rồi. Anh làm em xem này. Được rồi. Chị lấy cái mẹt xuống. Được rồi. Ý là giờ nó là rồi. tè rồi mà
đường á, gió mất dầu rồi. Cái cối xay này do là làm bằng đá nên là rất là nặng. Đấy, khi mà như cháu Đảo chẳng hạn, đấy, hai tay kéo có khi là vẫn phải mắc lại vì nó nặng quá ấy. Nhưng mà A Hồi thì các bác có thể nhìn thấy đấy, anh ấy lúc nãy là vừa một tay để di chuyển cái cối xay này. Cái này là để xay hạt ngô, để thành ra những cái bột ngô để bà con làm ra món mèn mén, cái lương thực chủ yếu của bà con trên này. Hai tay là được. Hai tay là thoải mái à? Được mà. Ui. Ui, từ từ nhá anh nhá, kẹp vào chân đấy. Ơi. Thế là bình thường là cũng nhét đi nhét lại, nhét đi nhét lại như thế à? Đưa mà. Được không? À hầu này ăn nhiều mà. Ăn nhiều à? Ăn nhiều là cũng rất là khỏe đúng không? Được rồi mà. Đây, cái này là những cái hạt ngô mà mình chưa xay được, nó nát ấy, nó sẽ như thế này. Do là cái này nó nặng quá nên là xay là bột ngô là thành mịn như kiểu là máy xay luôn. Tuy nhiên thì nếu mà nói về máy thì nó nghiền được là mịn hơn. Đó. Thế nhà anh có mèn mén không? Nhất bố mông làm mông à? Chỉ mua lắm. Chỉ mua mông lắm? Mông 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 mén, mông gì vậy? Mông cử mén thì nghe. Nó như thế ốc vào tàu ua ra bỏ mông ấy. Tàu ua 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 tàu ua. Anh bảo là còn một ít. Ôi, cái này là còn một nửa luôn ấy, không phải còn một ít đâu. Một nửa chó mèn mén. Thế thế anh là một mình ăn chỗ này là ăn hết rồi? Hết rồi. Hết rồi á? À? Em không đủ hậu ăn như ơi. Cái này không đủ anh ăn á? Không đủ. Em mượn. Cái này là không phải ít đâu các bác. Cái chó mèn mén này là rất là nhiều. Đấy, cái này giờ mà đổ ra bát chắc phải được 2 cái. Một thau rồi. Một thau à? Ê. Ô nó tà chị ta. Tà. Ô nó uống xuống. Nâng xuống. Đồng ý không? Đồng ý. Anh đang bảo là không hỏi đâu. Thế là hôm nay mai là ý định xin mèn mén là không có rồi. Tại vì anh vừa bảo là bằng đấy là không đủ để anh một mình tự ăn đấy. Là em mà ăn cùng anh là em rất là ngại đấy chị ạ. Rất là ngại á. Thế anh đang đi tìm cái thau để cái bát để đựng mèn mén. Thế là bình thường anh hay ăn mèn mén cùng cái gì? Đến này là... Hà nông ăn mầm hôm sớ chị ạ. Thế nào? Chị mua chị nâu rồi. Nó mỏng mông thế hả? Mỏng mông sao có rau hả? Chốt đề thế hả? Chốt đề. Thế là hàng ngày là cũng chỉ ăn mèn mén cam nước hoa hả? Chị hoa chín nò. Nhưng mà nhìn cái dáng của anh thì cũng là khá con luôn. Nhưng mà anh có thể ăn hết được chỗ này thì... Đây để em mà lấy hộ anh nhá. Để em cầm xuống chỗ anh lấy. Không có ai giả đâu. Mò đi siêu. Đây. Xúc đi anh, xúc xuống đi. Em đổ luôn xuống đi nhé. Cái này thì là ngô mới ấy, nên là rất là thơm. Cái mùi là mèn mén, ăn bùi với lại ngọt nhỉ anh nhỉ? Đúng rồi. Thế như anh là anh A Hầu là anh thích ăn mèn mén hơn hay là thích ăn cơm hơn? Ngày rồi, nghĩa là cũng ngày đấy, trồng nhau mà, cũng trồng nhau là được. Nó mà mông đồ đó, nhận nó đây được thì. Ôm đây cả chỉ mua này. Mà ấy là gì mông đây là mà mông mà. Nhận nó đây được rồi. Nó thì nó tàu. Nó tàu. Cái này lúc nữa mẹ anh có đồ mèn mén không ấy? Không ấy lúc nữa lại các bé lại không có gì ăn ấy. Cái chị nếp của chưa cho các uống mà mông rồi. Ờ, chỉ muốn mông. Đây, em lấy chắc, để em lấy chắc. Anh bảo chỉ để cho anh ăn thôi. À, để cho anh ăn à? Thế là cái này là bình thường là bằng chỗ này là hai ba người ăn uống nè. Mẹ A Hầu. Phải không? Phải thôi. Chào cô ạ. Bên tao xuống ơi kho nhé. Thế lúc nữa là có đồ mèn mén không à cô? Anh A Hầu là ăn bảo ăn hết chỗ này rồi. Nè thì nó thế là nó tào tào ní chị ốc bò ua chó ua mập mông à mập mông ốm mình tào tào thế chỗ đấy là để cho anh A Hầu ăn à cô đi chén tao thế là nó mến luôn rồi đây để xem anh A Hầu là chiến xem là có hết ra cái bát mến mến không. Cái này là không phải cái bát bình thường nhá, cái này là cái ô mà bình thường đó mọi người... đây là A Hầu là ăn một thau bình thường. Ăn một thau bằng này á? Ăn một thau đó là cho mẹ cháu nhá. Để cho mẹ ăn uống hơn. Dạ đây đây. Mẹ của anh A Hầu là còn biết sửa cả điện luôn à? Thế là anh ăn bằng này ăn có hết không? Hết rồi. Nếu mà như cháu Đào ấy thì sẽ không thể tin được là một người ăn được hết thằng này mèn mén. Từng này là phải. Thế là một thau mà. Nó không có gì là chỉ. Bình thường là còn ăn cái thau đầy hơn đấy. Người tôi thấy nó nọ theo. Ô nọ đấy á chị? Chỉ bỏ cho thì nó chỉ mới một đề rồi. Một đề ở hay đi bón nó. Đây nước đâu ấy. Đây nhau cửa thế nào? Đây cho anh nhau cho mà. Nhá là anh nhau cho mà. Đây này anh bón nước ở đây này. Anh bón nước này. Đây một đề nè. Một đề mà. Đây nè. Nè. Ơ sao nè. Đây nè. Thế nào? Chan buộc nước lã trực tiếp ở bể. Đấy gọi là ở đây có mèn mén. À có nước lọc với để anh chan nhưng mà anh không chịu này. Anh mở thẳng cái vòi ở trong tách nước ra để
ăn luôn. Bây giờ này cũng là giờ chiều rồi thì bà con trên này đến tầm giờ này là cũng ăn cơm tối và đi ngủ từ rất là sớm vì trong gia đình cũng không có điện đó mấy. Nhá nín nó ấy. Dạ nhá. Đây đây anh ngồi ghế ăn cho thoải mái này. Đây này. Ăn đường mà. Đây 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 em mời anh ngồi. Chào anh Trình nha. Nó tà chị tà đấy. Tà mô. Chị mơ chị nò ít thôi à và nên nó nên thua mỏ một ngày một bữa anh ăn hết bằng này á ít tánh nói nhá nhìn ạ. Là tiếu nó là táo nên nó tái ít tánh nói tái tái táo. Cái này là cái ngô mới nên là rất là ngon thì đối với những người mà ăn được ấy thì còn ăn được nhiều hơn trước cái ngô già nữa đấy. Nhưng mà bình thường là nếu mà để cho em ăn như thế này thì em không thể nào ăn được, em chỉ phải có rau hoặc muối. Nhìn anh ăn ngon miệng nhỉ. Vâng. Nhìn anh ăn là rất là ngon. Mặc dù là cũng chả có thức ăn gì, cũng chỉ có mỗi mèn mén chan với lại nước lọc, nước lã thôi. Hôm nay thì hai chị em cũng đi qua trên nhà của anh A Hầu ấy, thì cũng biết là nhà anh ở dưới này nên là hai chị em cũng xuống mà xem cái sức ăn của anh đấy là có thật sự là giống như là lời đồn là thánh ăn không. Thì các bác có thể nhìn thấy này, anh đấy là ăn rất là ngon này. Mỗi ngày ăn 3 bữa, mỗi bữa ăn một bát như này thôi. Ngon không anh? Nào. Cá chỉ cá. Ở đây để cá ăn nhé. Vâng, anh cứ ăn đi. Dạ. Cái bát này rất là to. Thế là bình thường mẹ của anh A Hầu mà đồ mèn mén ấy phải đồ rất là nhiều. Ừ. Tại vì là anh là mỗi lần ăn là cũng để lại cho anh hẳn một nửa chỗ mèn mén, bảo cái này để cho anh A Hầu đấy. Thế là bây giờ là ăn xong là đi ngủ luôn hả anh? Bây giờ ní là tầm một bữa. Nó lấy trà. Một bữa. Cái mốt rồi. Trên này thì cũng ăn cũng rất là tối rồi. Hôm nay là hai chị em mình lại về muộn mất. Ở đây thì là khu vực Ha Cá, cũng thuộc xã Khâu Vai này. Anh ăn sắp hết rồi. Anh lấy thêm nước không? Đây em lấy một nước này. Rồi đây chị chưa? Ủa bút đây cho đi nhá. Bút xin bút. Thế là em cho vào một tí để anh ăn nhiều nước một tí cho dễ ăn đi. Được chưa? Tao chị tao. Tao. Tao nó đó. Tại vì nó tại tại ni mà thiết cho nó đó. Thì tao cho đó. Ờ. Thì tao cho thế nó tại tại ni cho cho thế rồi. Cho chị tao cho nó. Tiếp nào. Cho tao tiếp nào. Tao chị tao vẫn chưa chưa xin nhê. Bây giờ là Hầu đã từ một bát đầy xuống sắp hết rồi. Nhưng mà nếu mà bữa nào cũng ăn như thế mà sao anh đấy không thấy béo nhỉ, cũng rất là nhỏ con như nãy Mai bảo thì, thôi. Thì tùy là những lúc mà có nhiều người ăn rất là khỏe nhưng mà lại rất là nhỏ đấy. Có những người mà không ăn được gì nhưng lại rất là béo, ví dụ như em đây. Thì cũng là do một phần là do cơ thể mình có hấp thụ được hay không ấy. Mà bắt đầu hay ít tụ nó hay đứa tụ nó nhóc học từ này. Nhóc học đi à? Hán nó. Hán nó. Chín anh á. Chín anh thế ạ. Cũng là một mình là cá hồng là kinh nhớ là nhớ nó mà vết và vết nó chỉ chữ nó nó ăn đi mấy giờ vết vết tụi nó nó mấy tành từ con nó ít phát lo đi nó chữ chữ á. Tức là mà ăn rất là khỏe. Nhưng mà có thằng thằng mẹ ca ó tụi nó nhớ nì á nữa. Thằng mẹ là nó sẽ chữ nhớ nì à, nó cả rồi. Từ bé rồi, từ bé là anh đến ăn được khỏe như thế rồi ấy. Thế là làm việc là rất là khỏe đấy. Nó như này mà ít ít nóng no bé tỉnh là nó như này ta nó ít nóng sửa. Ít chủ nó tỉnh. Ý à, anh ăn như này thì anh một ngày chỉ ăn 2 bữa thôi. Cái bánh mén này ăn no rất là lâu các bác. Và cái bánh mén này thì từ ngô ấy nên là ăn ấy thì bà con có người lại không thích ăn gạo, ấy không thích ăn cơm ấy, bởi thích ăn mén mén hơn. Từ này cái ông mén mén này thì phải là 20 bắp ngô. Bởi mình 20 bắp ngô này á? Vâng, bởi vì nghiền bố ra thì nó được rất là ít chị ạ. Bởi vì nhà em cũng có máy nghiền thì em thấy bố em nghiền được, nghiền một bắp thì em thấy nó rất là ít. Khoảng chưa đến được đến một nửa bắp con. Và từ ngày thì em nghĩ là rất là nhiều. Đấy, no chưa? No thì thôi không ăn nữa anh ạ. Chào tao. Chào mà chín nở. Chào ớ. No rồi à? No rồi. Thế này cũng ăn được rất là nhiều rồi này. Thế là hôm nay là trưa nay ăn cơm muộn à? Mà giờ này là ăn được ít thế. Ta số nó lì cho giờ nên nó chỉ tàu à? Nó từng tàu. Thế là lúc nữa là để như này, xong rồi lúc nữa no, lúc nữa ở một lúc đói lại ăn tiếp đúng không? Đúng ạ.
Cháu lấy mà chín nọ mà sao nó? Chín nọ. No rồi thì thôi. Cháu là gì tao? Tập tàu. Vẫn chưa no. Thế anh bảo là no rồi đấy. Bây giờ lại bảo chưa no. Chưa no nữa, ăn hết rồi. Em phải ăn hết à? Chị đã cho anh thêm một ít nước nữa. Đấy để em cho vào. Ăn hết một ít nước để anh ăn. Cú đê nhá. Cú đê nhá. Chào mà chín nọ. Tàu. Chị ra chào. Không, cái nhà thì ông nó mỏ mông là năm đây ông nhìn nó có từ được, nhìn nó chỉ được. Nó cái cá rồi mỏ mông. Ông nhìn nó mỏ mông được. Anh bảo là mèn mén với lại gạo thì anh vẫn thích ăn mèn mén hơn, bởi vì mèn mén rất ngon hơn gạo. Mèn ngô thì là nó có cái độ ngọt hơn mà. Đấy, lúc nào như kiểu mình ăn một cái bắp ngô nướng ấy thì nó cũng rất là ngọt rồi. Để xem là anh có ăn hết không ấy nhỉ. Nó tà gì ta? Tào. Ta lòng. Hôm nay là cháu Đào là mới tận mắt là nhìn thấy anh đấy ở ngoài. Thật sự là cái sức ăn là rất là khỏe. Rất là khỏe. Gọi là thánh ăn mèn mén thật đấy nhỉ. Đấy không biết là ăn có ai ăn được nhiều như bằng này không? Tuy nhiên thì anh đấy cũng có đối thủ đấy. Cũng bảo là ở xóm khác là cũng có một anh là ăn được rất là nhiều như kiểu là anh A Hầu luôn. Bây giờ thì cũng khá là muộn rồi. Thì chắc có lẽ là chúng em xin phép nhá anh nhá. Đấy anh ăn no rồi thì thôi không cố nhá. Đấy, ăn nếu mà no cảm thấy no rồi thì không ăn nữa. Nó cho mà chín nào chị. Mông mà mông là thế nhau mông mông rồi. Người mông là thích ăn mềm mén à. Nó khá rồi. Tại vì là một phần cũng là ăn từ nhỏ ấy, nên là cũng quen rồi. Đấy bây giờ là 6 giờ tối rồi các bác, thì có lẽ là cũng xin phép anh A Hồ là chúng em đi về thôi anh nhá. Anh ăn đi xong rồi là vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi, tại vì là bà con trên này thì ngủ rất là sớm. Đấy. Em chào anh nhá. Nhớ. Đi nào. Nhớ nhá, phép một chê nhá. Nó tạc. Anh cứ ăn đi, nếu mà chân no thì anh ăn hết đi. Anh đang bảo là anh phải ăn hết đây cái bát này. Em chào anh nhá. Em chào anh nhá. Nhớ nhá. Ngày thì bình thường thì em chỉ thấy là những cái thánh ăn là ở trên điện thoại thôi chị ạ. Đúng rồi. Và còn bây giờ thì lần đầu tiên mà em tận mắt thấy ở trên địa phương mình một anh nhà ăn giỏi như thế này. Đấy, hôm nay là đích thân đến thăm anh đấy là cảm thấy là ăn được thì làm được thôi, cũng chả có cái gì đâu các bác. Ăn được thì là làm được, rất là bình thường. Mình ăn nhiều thì mình có sức khỏe nhiều hơn người khác thế thôi. Thì còn có lẽ là nội dung này là chúng cháu cũng chia sẻ đến cho các ông bà cô bác anh chị đến đây thôi. Chúng xin chân thành cảm ơn ông bà cô bác đã luôn đồng hành cùng cháu Đào. Hẹn gặp lại ông bà cô bác anh chị ở những thước phim tiếp theo thôi ạ.